Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Trung Quốc đã công khai tên lửa Đông Phong-17, mật danh là DF-17, tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc 2019. Đây là loại vũ khí được mệnh danh là kẻ bắt bại. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, DF-17 về cơ bản không phải là đối thủ của hệ thống phòng không Mỹ và các đồng minh. Nga cũng đang nghiên cứu phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa này. Tờ báo Sohu cho biết trong bài đăng ngày 13 tháng 10 vừa qua, trong lễ duyệt binh vừa qua của Trung Quốc. Ngoài việc phô diễn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 41, mật danh là DF-41, DF-5B và tên lửa đạn đạo tầm trung DF-31AG, Trung Quốc còn lần đầu tiên công khai tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 được gắn trên thiết bị lượn siêu thành và có khả năng bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức là vào khoảng 6.100 km trên một giờ. DF-17 có khả năng mang theo cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân. Trung Quốc đã thử nghiệm thiết bị HVG và tên lửa đẩy DF-17 từ năm 2014. Đến cuối năm 2017, DF-17 cũng đã được phóng thử tại Nội Mông và đạt tầm bắn là 1.400 km. Cả hai cuộc thử nghiệm đều thành công. Hiện tại, tầm bắn của DF-17 đã tiến lên tới hơn 2.000 km, có thể vươn tới được các mục tiêu trong khu vực châu Á, thậm chí là cả lãnh thổ của Mỹ, và dự kiến DF-17 có thể nhập ngũ trong vòng năm 2020. Do có tốc độ bay nhanh, chỉ mất 10 phút là đã có thể vươn tới mục tiêu tại khoảng cách là 2.000 km, nên hệ thống đánh chặn của đối phương cũng như là vệ tinh dự báo, thông tin tình báo, ra đà phải đưa ra phản ứng trong thời gian cực ngắn. Đây là vấn đề kỹ thuật còn có nhiều khó khăn trên thế giới. Điều này làm cho DF-17 trở thành kẻ bất bại. DF-17 có khả năng đột phá phòng ngự cực mạnh do đầu đạn của DF-17 có hình dạng giống như là máy bay chiến đấu, phạm vi cơ động xa hai bên, có thể đạt đến hàng ngàn km, làm cho đối phương căn bản là không thể thăm dò được quỹ đạo bay của đầu đạn. Ngoài ra, Đầu đạn có tính năng tàng hình khi bay vào tầng điện ly cũng đã làm giảm hiệu quả theo dõi của radar cảnh báo và theo dõi. Tuy nhiên, ông Alexei Leonkov, chuyên gia quân sự, tổng biên tập tạp chí kho vũ khí của Tổ quốc, đã nói với trang tin VZRU rằng ông nghi ngờ về tầm bắn của DF-17. Trung Quốc không cho thấy động cơ của DF-17 như thế nào nên khó mà đánh giá được tầm bắn của nó, ông Leonkov nói. Ngoài ra, Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Trung Quốc không có công nghệ để tạo ra loại động cơ ở cấp độ này ngay cả xe tự hành của Trung Quốc chạy trên mặt trăng cũng phải lắp đặt thiết bị hạt nhân của Nga. Do đó rất có thể rằng đây là một loại tên lửa tương tự như là tên lửa Kalib của Nga hoặc là Tomahawk của Mỹ. Trung Quốc lần đầu tiên chế tạo ra những tên lửa như vậy. Theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, DF-17 cơ bản không phải là đối thủ của hệ thống phòng không Mỹ và đồng minh. Hiện nay, mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa HVG, tuy nhiên Mỹ đã phát triển thành công hệ thống đánh chặn tên lửa ở khu vực liên kết không gian trước khi bay thẳng vào tầng điện lì. Ngoài ra, theo tiết lộ của Cục Thiết kế Nghiên cứu cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đáp giả, cơ quan này đã tiến hành nghiên cứu chương trình người hủy diệt HVG từ năm 2018 nhằm đối phó với những tên lửa HVG của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, đến hiện nay, rất ít thông tin về những thành công của chương trình này được công khai. Cùng với đó, trong dự kiến ngân sách năm 2019, DAPA cũng không đệ trình ngân sách liên quan đến nghiên cứu hệ thống phòng ngự tên lửa HVG. Một số quan chức quân sự Mỹ cũng đề nghị bố trí hệ thống đánh chặn với 1.000 quả tên lửa trong không gian để có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo khi chưa khởi động HVG hoặc là sử dụng vệ tinh có gắn vũ khí là rẻ để tiêu diệt tên lửa HVG. Nga cũng đã trình làng bản thiết kế hệ thống đánh chặn tên lửa HVG. Hệ thống này dựa trên cơ sở cải tiến, nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện có. Do hệ thống S-400 có thể đánh chặn mục tiêu ở cự ly xa nhất là 400 km, và mục tiêu với tốc độ bay tối đa đạt 10 lần vận tốc âm thanh nên việc nghiên cứu hệ thống đánh chặn tên lửa HVG dựa trên hệ thống S400 là có tính khả thi. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa tiết lộ cụ thể về hệ thống này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.